Vâng, xin chào cả nhà, chào tất cả mọi người, chào các bác anh các bạn. Nay còn cái đôi loa ở trong giá nôi ra đăng kênh để bán thanh lý cho mọi người về dùng, ứng âm ni vừa 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 và nhỏ hàng Nhật. Con này là loa ken guốc mọi người nhé, qua cái ken guốc loa nó dàn bát 20, loa 3 đường tiếng. Con này nó lại e căng liền, cậy được nhưng mà nó cậy nó ra cả cái mặt. Cậy được, đây cậy được. Chính vì e căng nó cậy được cái loa nó vít vào sườn gỗ mọi người nhá. Thì nói đến đây thì chắc các bác anh các bạn cũng biết e căng liền rồi. Thùng thì nó cũng không còn được đẹp lắm đâu, đây thùng vách nó như thế này đây. Nói chung là còn dùng bình thường. Nhưng chỉ có điều là nó đây thùng vách nó còn đẹp mà, cũng không phải là xấu đâu. Nhưng mà ý là bảo là xuất sắc thì không phải, vì hàng bãi thì nó về thì con nào nó cũng sầy sượt, nhưng mà ý rằng là con này thì thùng nó cũng còn trung bình. Đấy, cái loa tuyến loa thì còn zin nguyên 100 chưa hề tháo ốc. Loa thì còn rất là đẹp, loa bát 20 bởi vì nó e căng nó này nên chẳng ai tháo ra được. Đấy cho nên là tem hai bên vẫn còn nguyên là ken guốc mọi người nhé, bát 20. Loa màng carbon 3 đường tiếng, nghe nhạc trong phòng vừa và nhỏ là hợp lý lắm. Bởi vì là rất là tiếng rất là hay, loa dàn ken guốc đấy. Hai chiếc, một chiếc e căng của nó bên này nó hơi bị xấu xấu một chút ở trên góc này. Đây là cái góc của nó, một bên góc của nó hơi thôi chứ còn không phải là xấu lắm đâu. Tức là vẫn là dùng bình thường. Đây quay kỹ nướng để mọi người nhìn này. Đấy, nó sờn sờn nó như vậy bởi vì hàng bãi thì nó thế. Nhưng mà con này cũng là hàng trung bình. Cho nên là nói đầy đủ như vậy, loa thì còn đẹp nguyên. Thùng vách bên này cũng thế, chiếc bên này cũng thế nhá. Còn tương đối đấy chứ không phải là nó xấu đâu, tức là nghe dùng bình thường. Chỉ có điều là có cái nào thì trình bày để gửi gắm đến với anh em như vậy luôn. Chứ cũng không bảo là cái này thì nói thật là để mà ghép với những cái âm ni tầm độ 80-90W hoặc 100W đổ lại. Hàng Nhật, âm ni Nhật thì nghe nhạc các bạn nghe trong phòng chất âm cực kỳ tuyệt đối luôn. Tuyệt vời luôn. Hoặc là ghép về để lấy lời cho các cái bộ karaoke trong gia đình. Loa tương đối là đẹp. Cao xem là cao 2-4 này. Tôi chả đo nó tầm độ 42-43. Ngang thì rộng 25, bát 20 với hai bên nó có cái này đây, bạn nhìn này. Loa là bảo đảm nó còn zin nguyên nhá, còn mới là rất đẹp luôn đấy. Loa bên trong nó còn rất sáng và đẹp luôn, nguyên chưa tháo ốc đâu. Loa nó hệ loa dàn ken guốc. Đấy nó là dàn đại cho nên gửi gắm đến với mọi người, ai có nhu cầu dùng đến nó thì tiếng rất là tốt. Bảo đảm là loa zin nguyên 100% nhá, chứ không phải nói gì đâu. Có điều là nhà này nó chật. Đấy cho nên là đợt này thì cũng bán đi để gần cuối năm rồi thì lại nhập cái hàng khác về. Cũng gửi gắm lên đây với các anh các bạn, anh em ai dùng các cái quán xá vừa và nhỏ, hoặc là các bác các anh không cần âm thanh to, nghe vừa phải chất âm tốt thì là dùng cái loại này là hợp lý. Vâng, cặp loa là rất là tương đối là đẹp với mọi người nhé. Bên nào cũng thế đấy chứ không phải bề nở gì đâu. Tức là nó cũng có hơi ấy thì cũng trình bày lên đây vậy, chứ còn bảo là khoe khoang khoác loác đến lúc nó không được như ý nhau, nó nói nó sai câu thì nó cũng khó. Em gửi gắm lên đây trên kênh này, này các bác các anh các bác ai vừa chân thì sử dụng đấy, nói liên lạc về cho em bán. Thì cả về rồi em bán thanh lý là 1 triệu mọi người nhá, em bán thanh lý 1 triệu một cặp này. Ôi cặp này 1 triệu thì nói thật với các bác là mua bất kể vị trí nào cũng chả mua được, vì nãy em bảo đảm luôn là tuyến loa còn rất đẹp 100%, tháo ra sáng quắc luôn. Bởi vì nãy em đang xếp cả đôi lên đây thì em làm em quay em gửi gắm đến với mọi người, ai có nhu cầu dùng đến nó thì điện về cho em. Đây rồi trên nóc nó cũng thế, nó còn đẹp nguyên như thế này đấy, chứ không đây nó là cái vết bẩn trắng đó. Nào đi là hết đấy chứ không phải đâu, đây có góc e căng của bên này thì nó hơi sờm sờm đó, tôi nói thật là như thế. Để các bác anh mua về, ai mua về thì cũng biết nó là như vậy, không có thể bảo là thế này thế khác. Thì giá em bán là 1 triệu đồng các bác nhé, 1 triệu tại nhà. Không bao ship đâu, bởi vì cặp này là xả thế này là nỗ rồi. Cũng nói đầy đủ ra, chẳng giấu gì, nói bằng thật luôn là em nhập cặp này về là 1 triệu 8 chưa có cước. Về đến nhà là cước từ xa về nữa nè. Nhập về là hơn, nay thì em bán thanh lý là 1 triệu đồng mọi người nhé. Ai có nhu cầu xin liên lạc về cho em qua số điện thoại 0982 897746. Vâng, nhà em ở, hoặc các bác anh ở khu vực Hà Nội thì mời các bác anh về nhà em lấy. Nhà em là ở ngõ 66, ở gần sân vận động Mậu Nương, phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. Vâng, đến đèn đỏ Kiến Hưng ở rẽ bên tay trái sang bên Mậu Nương, phường Kiến Hưng. Nên là đắt hàng cho em vì cặp loa em test âm cho đầy đủ, còn em bảo đảm luôn là loa chưa hề tháo. Cũng nói rõ vậy mà cũng nói luôn là chưa qua người Việt Nam sử dụng. Em cũng xin nói rõ qua em thôi chứ còn chưa qua. Bởi vì cái này là nghe những cái vừa vừa và nhỏ nhỏ là hợp lý lắm rồi. Và trang trí cũng là đẹp, nói thật là như thế. Có cái thùng thì nó cũng vừa phải chứ nó bảo là thùng mà xuất sắc thì không phải. Bởi vì cái gì em xin gửi gắm đầy đủ lên đây như vậy. Ai các bác các anh
Loa sống ba đường tiếng, sống ba đường tiếng, sống đầy đủ ngon lành cả. Đây các bác nhìn từ bên ngoài nó vẫn thấy nó rất là sáng bóng lắm mọi người ạ, nhá. Không phải là ấy gì đâu. Loa là đẹp đẽ đấy. Đấy có cái căng bên này em xin trình bày một chiếc bên này thôi. Có bên này ngon. Vuông vặn, đẹp đẽ ngon lành như vậy. Thì em gửi gắm lên đây các bác, anh ai vừa chân sử dụng trong gia đình hoặc trong phòng vừa và nhỏ, trang trí những cái kệ và vừa đẹp đẹp, cái âm ly vừa và nhỏ để nghe với nó thì hợp lý, thì chất âm nó hay, nói để đủ nó nhật chất âm nó hay, thì xin liên lạc về cho em qua số điện thoại trên 0982897746. Và các bác ở gần thì mời các bác anh đến nhà em chơi uống nước, em bán 1 triệu tại nhà các bác nhé, không bao phí ship. Em có ship hàng toàn quốc nhé, còn nếu nó ít, số lượng nó ít như thế này thì các bác anh ai thiện chí em ship hàng ở xa thì thiện em ship hàng khi có cọc. Bởi vì là nói đúng là hoặc là chuyển hết cũng được, bởi vì em đỡ phải mất công ra bưu cục em lấy tiền, bởi vì em đã xả nỗ rồi, mà em bảo đảm luôn loa sống nếu không đúng như ý trên quảng cáo xin gửi lại, em gửi lại tiền, vì có 1 triệu chúng không có nhiều nhận, em xin đầy đủ, nhưng mà 1 triệu thì cũng phải là đúng và chuẩn chứ không thể nói sai nói dối được. Vâng, đấy cho nên là cũng nói đầy đủ như thế. Em xin cảm ơn các bác anh các bạn đã xem video của em, ai vừa chân xin liên lạc về cho em cảm ơn mọi người, em chào mọi người.